Giá tôm ngày mới ngày 3 tháng 7 năm 2022. Thủy sản Yến Duy xin chào toàn thể quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn ngày mới tốt lành. Giá tôm thẻ thương phẩm ngày đầu tháng hôm nay có một số thay đổi như sau. Hiện tại, size tôm 20 con 1kg, giá 230.000, cộng trừ 1 con 10.000 đồng. 25 con 1kg 180.000, cộng trừ 5.000. 30 con về lớn 148.000, tăng 1.000 so với ngày hôm qua, lên xuống con 2.000. 40 con 133.000, cộng 1.000 trừ 2.000. 50 con 1kg 124.000, cộng trừ 1.000, tăng 1.000 so với ngày hôm qua. 60 con 124.000 cộng trừ 500, hôm nay tiếp tục tăng 1.000 so với ngày hôm qua. 70 con 119.000 cộng trừ 500, tăng 1.000 so với ngày hôm qua. Và 100 con 1kg hôm nay giá 95.000 đồng trên 1kg, cộng trừ 1 con 200 đồng. Giá tôm vừa rồi là giá tôm thẻ thương phẩm tại ao trên ao bạc tại khu vực miền Nam Việt Nam. Giá tôm sẽ còn tùy thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như từng bầy tôm, vị trí ao, số lượng tôm mà có giá khác nhau. Và đây là giá sàn chung để chúng ta tham khảo và an tâm sản xuất tôm. Tiếp theo phần bản tin, thủy sản Yến Duy sẽ gửi đến quý vị thông tin về giá giống cũng như thông tin khuyến mãi để chúng ta cùng nắm bắt thông tin và thả bầy tôm tiếp theo. Hiện tại, công ty giống CB giá 154 đồng đang khuyến mãi 50% tại Bạc Liêu. Công ty giống Việt Úc giá 135 đồng đang hỗ trợ khuyến mãi 40%. Công ty giống Hoàng Lộc tiêu chuẩn 116 đồng. Hoàng Lộc công nghệ cao giá 126 đồng và đang khuyến mãi 50%. Tôm càng xanh toàn được giá 180 đồng. Thông tin về giá giống cũng như khuyến mãi đã khép lại phần phân tích thị trường thủy sản tại Thủy sản Yến Duy vào ngày 3 tháng 7 năm 2022. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Thủy sản Yến Duy, là đơn vị chuyên cung ứng giống, thuốc men thủy sản, đồ nghề, thức ăn thủy sản, lắp đặt trọn gói ao bạc công nghệ cao, uy tín làm nên thương hiệu. Quý vị thấy clip ý nghĩa không quên đăng ký kênh hoặc like trang và chia sẻ cho bạn bè người thân cùng theo dõi video nhé.